Xin kính chào quý bạn và các vị. Hiện nay mình đang có hộp của một sản phẩm tên là Coolpad. Đây là một nhà sản xuất khá là lạ với người tiêu dùng Việt Nam. Tuy nhiên các bạn đừng lo, chỉ trong khoảng tháng 5 này chính thức nhà sản xuất sẽ đi vào Việt Nam chúng ta. Đây chính là một thương hiệu đến từ Trung Quốc. Nhưng mà kệ đi, đây là một sản phẩm xách tay cơ. Máy này là một chiếc smartphone mình mượn ở bên cửa hàng Lộc Mobile. Và trong video hôm nay mình sẽ mở hộp cho các bạn xem là bên trong hộp này nó có cái gì. Coolpad thì nghe như kiểu là một chiếc máy tính bảng, nhưng mà thực ra đây là một chiếc smartphone giá rẻ ở phân khúc khoảng 3 triệu đồng. Đây là cái chiếc điện thoại di động của chúng ta. Thiết kế bên ngoài thì mình nhìn sơ qua nó na ná với sản phẩm đến từ Xiaomi. Ở bên dưới mọi người sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Đây là một cuốn sách nói rất nhiều về cách sử dụng và cũng như là thông tin bảo hành. Rất đẹp và chữ của nó thì múa may quay cuồng luôn. Bên dưới xem mọi người sẽ có gì. Mọi người sẽ có, chết cha rồi, chém nhầm rồi. Khi nãy là cái tờ hướng dẫn bảo hành, còn đây mới là sách hướng dẫn sử dụng. Vâng, chữ đây đẹp lắm, mực in rõ ràng và nét chữ đậm, không hiện tượng bị sai lỗi chính tả ở trong này. Mọi người sẽ có một cái cáp kết nối micro USB. Chúng ta có cục sạc hết, như vậy nó sẽ không có tai nghe. Phần lớn các máy Trung Quốc đều như vậy hết. Quay trở lại với chiếc Coolpad này thì đây là một mẫu điện thoại với phân khúc giá 3 triệu đồng. Nhưng mà có gì để đáng lựa chọn? Điều đầu tiên đó là nó mang trong mình vi xử lý Snapdragon 410. Đây là một vi xử lý 64 bit đến từ Qualcomm, chứ nó không chơi chip MediaTek. Ngoài ra nó có 1GB RAM. Chiếc máy này có màn hình độ phân giải HD 720p sử dụng công nghệ IPS. Đó, một vài thông số khá là hấp dẫn. Và mình bóc cái miếng giá màn hình phía trước của nó ra. Ở bên dưới này thì các bạn thấy là có 3 phím cảm ứng, nhưng mà nó chỉ hiện là một phím, đó là phím Home. Theo cái đấy, 2 phím còn lại sẽ sáng lên khi các bạn chạm vào, đó là phím Menu và phím Back. Cái phím Home này thì mình thấy gần như nó đóng vai trò là một cái đèn thông báo thì phải. Cái này phải trong bài review thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn. Bên cạnh trái là nơi chúng ta đặt phím tăng giảm âm lượng, còn bên cạnh phải sẽ là phím nguồn. Phím nguồn này đặt hơi bị thiếu một chút khi mà nó đặt hơi cao, rất khó để có thể thao tác được. Nhưng mà mình đã tìm hiểu qua, nó có tính năng double tap, nháy đúp thì nó sẽ sang màn hình lên. Như vậy là phím nguồn đặt ở đâu cũng không phải là vấn đề quá quan trọng nữa. Ở bên dưới mọi người thì tìm thấy cổng sạc micro USB. Ở phía trên là jack cắm tai nghe 3.5mm, tức nghĩa nó cũng trông giống như mọi cái điện thoại khác mà thôi. Mặt sau là camera 8MP, có đèn flash LED. Và bên dưới là logo Coolpad cũng như là loa ngoài. Sản phẩm này thì hoàn toàn có thể bắt vào nắp lưng, mình có cậy nó ra. Và bên dưới là có một cục pin màu xanh trông giống như điện thoại của HK Phone, nhưng hóa ra không phải. Logo của Coolpad đây, nên mọi người sẽ có hai khay cắm SIM. Nó sử dụng micro SIM và có khay cắm thể nhớ mở rộng. Cái chất lượng hoàn thiện của vỏ sau thì mình đánh giá là khá ổn. Khá ổn thôi chứ không phải là quá xuất sắc. Tại vì thật ra đây là máy chỉ có 3 triệu thôi mà, chúng ta không thể đòi cao hơn được. Mặt lưng này thì bóng, để lại nhiều mồ hôi, dấu vân tay và rất là trơn trượt, giống như kiểu anh em tốt lươn ấy. Sử dụng cái công nghệ màn hình IPS, vì thế nên mà cái cảm nhận của mình đó là màu sắc của cái chiếc máy này thể hiện rất là trong trẻo, không hiện tượng là bị đục. Góc nhìn của nó cực kỳ tốt, mình nghiêng thì trong video các bạn có thể cảm nhận được ngay, không cần phải nói nhiều. Thì cái tông chủ đạo của cái sản phẩm này ngay trên màn hình home screen đó là nó thiên về những cái màu sắc tươi trẻ hơn, và giao diện vuốt hoàn toàn theo chiều ngang giống với MIUI. Phần lớn các nhà sản xuất Trung Quốc thì đều chơi một cái giao diện như thế này, có lẽ do đặc thù cái người ở bên Trung Quốc họ thích kiểu như vậy. Ở đây thì mình thấy máy có một cái nền tảng giao diện được tùy biến riêng, mang lại một cái gì đấy nó rất mới lạ. Đây là điều mình thích những nhà sản xuất Trung Quốc, tức nghĩa luôn luôn chờ máy vào là chả giống cái con đếch nào lên thị trường. Có một số thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là vi xử lý này. Đây là lõi tứ 1.2GB, 1GB RAM, bộ nhớ trong 8GB và trống là 5GB dành cho người dùng. Máy vừa khởi động lên, hiện nay đang chạy Android 4.4.4, khá ngon nha. Và chiếc máy này bên Lộc Mobile có chia sẻ là nó chạy luôn ở cái MIUI V6. Quan trọng là trong máy có một số tính năng thông minh. Đầu tiên là mình thấy tính năng có thể chia đôi màn hình chạy song song hai ứng dụng, chẳng khác gì các sản phẩm Samsung. Người dùng có thể kéo nó ra, sau đó chúng ta có thể mở tiếp một ứng dụng, nó sẽ chia đôi song song ra với nhau. Đó, quá giống luôn, cực kỳ bá đạo, đúng là các hãng Trung Quốc có khác. Ở bên dưới chúng ta đang còn rất nhiều tính năng hay ho khác. Double tap để đánh thức máy này, C button thì đây là một tính năng cho phép ta điều khiển toàn bộ máy giống như là cái con loang quang có trên iOS. Có thể sử dụng khóa này, tắt nguồn ở phím back, phím home. Đó, và chúng ta có thể có một tính năng ngăn chặn trong trường hợp là mở khóa máy ở trong túi quần, vì double tap khá là nhạy. Ngoài ra thì có tính năng sử dụng cùng với găng tay, smart tay, smart power. Và có thể di chuyển máy bằng cách là nghiêng đầu hoặc là nghiêng thiết bị giống như Galaxy S4. Nhìn chung những tính năng thông minh này của nó tổng hợp từ Samsung của LG lại với đây là một cái chiếc máy khá là bá đạo, nhiều tính năng vui vẻ và để nghịch. Theo báo trạng thái khi kéo xuống thì có một khu vực riêng các phím tắt cũng đầy ra giống như kiểu là giao diện MIUI. Về camera của máy thì mình cũng chưa được trải nghiệm nhiều, nhưng mà cũng chia sẻ những gì mà mình có thể thấy được ở đây. Thì ở trong mục camera các bạn thấy là nó có một giao diện khá là cơ bản, đơn giản thôi. Chạm lên nét sau đó chụp hình. Ở đây là có các giao diện vuốt qua vuốt lại. Và tiếng chụp hình thì giống y hệt cái âm thanh có trên các sản phẩm của Samsung. Chúng ta cũng có các bộ lọc mono negative.
Vâng, như vậy là đây là video mở hộp và chia sẻ nhanh với bạn về cái chiếc Coolpad F1. Đây là một chiếc smartphone giá rẻ, có một thiết kế thì bình thường, nhưng mà cái mình quan trọng đánh giá cao là khả năng hiển thị với màn hình HD IPS. Chip Snapdragon 410 64 bit, nó có 1GB RAM, Android 4.4.4 và hiện nay có cả ROM MIUI V6. Thì chúng ta sẽ chờ đợi cái bài đánh giá chi tiết về hiệu năng và khá là nhiều cái khác vui vẻ về cái sản phẩm này. Nó có cực kỳ nhiều phần mềm và tính năng thông minh. Hy vọng là nó sẽ đem lại hữu ích cho người dùng. Các bạn cảm thấy hữu ích đừng quên like, share với bạn bè. Cảm ơn Lộc Mobile đã cho mình mượn sản phẩm thực hiện video này. Và mình thông báo cho các bạn biết luôn đó là trong tháng 5 thì nhà sản xuất Coolpad từ Trung Quốc sẽ chính thức vào Việt Nam là hàng chính hãng luôn. Trong đó có nghe đồn là có một con máy sẽ chạy chip 801 và có 3GB RAM. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.